Lúc ở Bạc Ma, anh ta gây không ít phiền phức cho cô và anh Tư. Tuy chỉ là chuyện không đâu vào đâu, nhưng chắc chắn anh ta là một người đàn ông nhỏ mọn. Nghiên Thời Thất lấy ra từng món đồ trong hộp, nhìn sơ qua một lượt. Có hơn 20 gói thuốc bắc được gói đặc biệt để bảo quản. Còn có hai chai lớn, đựng thứ gì đó giống như mỡ vàng. Đây là gì vậy? Nghiên Thời Thất cầm một chai lên, xem đi xem lại. Cuối cùng tìm được một dòng chữ nhỏ ngoằn ngoèo dưới đáy chai. Tinh chất chữa trị. Là sao? Lúc cô đang nghĩ mãi không ra, điện thoại của Tần Bách Duật đổ chuông. Giọng nói lười biếng của Thương Lục vang lên trong điện thoại, có vẻ như có phần tự đắc. Tôi gửi đồ cho vợ cậu, nhận được chưa? Tần Bách Duật ừ một tiếng, tiện tay bấm loa ngoài. Thương Lục cười khẽ. Không cần cảm ơn tôi, mấy thứ kia coi như là quà đáp lễ mà tôi tặng cho cậu. Nhân Thời Thất nhìn cả một bàn thuốc và hai chai lớn tinh chất chữa trị, không nhịn được hỏi. Mấy thứ này dùng thế nào? Thương Lục dường như không ngờ, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang ở cùng nhau. Anh ta khựng lại một lát rồi không vui nói. Không phải có giấy hướng dẫn sử dụng sao? Có nữa hả? Để tôi tìm thử. Nghiên Thời Thất vừa nói vừa tìm, mở hết cả hộp bưu kiện ra mà vẫn không thấy cái gọi là tờ hướng dẫn sử dụng đâu. Đầu bên kia điện thoại, Thương Lục im lặng, loáng thoáng nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc. Khoảng một phút sau, anh ta mới ấp úng nói. À, tôi quên bỏ giấy hướng dẫn sử dụng vào trong rồi. Để tôi chụp ảnh gửi cho Tần Tứ xem. Nhân Thời Thất đang định cắt đôi hộp bưu kiện ra xem. Mở màn vài câu, Thương Lục lại dặn dò thêm. Có chai tinh chất chữa trị kia ấy. Cô đừng nên dùng nhiều. Tôi làm hơn một tháng mới có được một chai lớn đấy thôi. Trong suốt quá trình cô mang thai, mỗi ngày đúng giờ bôi lên, ông đây bảo đảm cô sẽ chẳng còn một vết rạn da nào cả. Tần Bách Duật nheo mắt, giọng nói rất nguy hiểm. Anh là ông của ai? Thương Lục nghẹn họng, hắng giọng một cái nói. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, còn mấy gói thuốc bắc kia, phần lớn đều là thuốc an thai, còn lại là thuốc giảm nôn nghén, cô cứ dùng đúng giờ theo tờ hướng dẫn sử dụng là được. Nghiên Thời Thất gật đầu nói. Ừ, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Không phiền, dù sao tôi cũng đang rảnh việc. Tiện tay chế vài loại thuốc, cô uống thử xem hiệu quả thế nào. Dứt lời, Thương Lục không nói gì thêm, cúp máy luôn. Nghiên Thời Thất nhìn thuốc trên bàn với nét mặt kỳ lạ. Không hiểu sao cô lại có cảm giác dường như cô biến thành chuột bạch rồi. Reng reng, một lát sau, điện thoại của Tần Bách Duật reo lên. Thương Lục giữ đúng lời hứa, gửi bản hướng dẫn sử dụng qua. 10 phút sau, Tần Bách Duật đứng trong phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa cho Nghiên Thời Thất theo thực đơn, được bác sĩ dinh dưỡng thiết kế riêng cho Nghiên Thời Thất. Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, nghiêm túc đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng viết tay của Thương Lục. Cô thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình của Thương Lục. Bản hướng dẫn sử dụng ghi rất chi tiết rõ ràng, tác dụng và liều thuốc. Dù uống hết chỗ thuốc này, cô vẫn có thể tiếp tục mua thuốc ở các tiệm thuốc bắc trong nước để phối. Tới bữa trưa, Nghiên Thời Thất nhìn các món ăn trên bàn. Củ từ xào, súp kem nấm, tôm hấp, đầy đủ sắc hương vị, làm cô có cảm giác thèm ăn. Anh Tư vất vả rồi. Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn nói cảm ơn rồi chợt nảy lên một ý, đứng dậy bước tới hôn chụt lên mặt anh một cái. Tần Bách Duật thuận tay đặt cốc nước táo trước mặt cô. Vuốt ve mái tóc cô, nói. Nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Tần Bách Duật rửa tay xong thì ngồi đối diện với Nghiên Thời Thất, khéo léo múc một bát cháo đậu đỏ cho cô. Kể cả khi anh làm việc vặt trong nhà, cũng không làm giảm bớt vẻ khí phách và cao quý của anh chút nào. Hai người ăn một bữa trưa yên tĩnh, ấm áp. Nghiên Thời Thất thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện. Hai người ngẫu nhiên nhìn nhau cười. Cả bữa ăn đều không nói chuyện. Cô cực kỳ yêu thích cách sống chung bình thản mà lại ấm áp này, khơi gợi trong cô mong muốn được bên anh cả đời. Sau khi ăn xong, Nghiên Thời Thất kéo Tần Bách Duật ra ghế sofa trong phòng khách tắm nắng. Cô lười biếng dựa vào ngực anh, kéo tay anh vòng ra trước người mình. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời gắt gao rực rỡ. Thời tiết sau Tết dần ấm lên.
Sắp vào mùa muôn hoa đua nở, chim hót rộn ràng. Nhân thời thất bị nắng chiếu vào nheo mắt lại. Cô vuốt ve bàn tay anh, vẽ theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh. Sau này anh đừng xuống bếp nữa. Bàn tay đẹp thế này vẫn nên cầm bút máy ký tên và tài liệu thì thích hợp hơn. Ngón tay anh Tư đúng chuẩn cân xứng. Mặc dù không thon dài như ngón tay con gái, nhưng khớp xương rõ ràng. Độ dày rộng vừa phải. Mỗi một lần nắm tay anh, cô đều có thể cảm nhận được sự kiên định vững chãi làm người khác yên lòng. Tần Bách Duật dựa lưng vào ghế sofa, cúi đầu nhìn Nghiên Thời Thất đang ngồi trong lòng nghịch ngón tay mình. Không thích cơm anh nấu hả? Nghiên Thời Thất lập tức lắc đầu. Không phải đâu. Nếu em thích thì sau này, cứ có thời gian, anh lại nấu cho em ăn. Nếu em thấy anh vất vả, thì ăn nhiều hơn một chút. Tần Bách Duật hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, khẽ siết cánh tay rắn giỏi ôm cô vào ngực. Nghiên Thời Thất cọ trán lên gò má anh. Em nghe nói từ giữa đến cuối thai kỳ mà ăn nhiều thì sẽ bị béo. Đến lúc ấy ngồi tư thế này, có khi anh không ôm eo em được. Nếu em béo lên, anh có chán em không? Con gái ấy mà, có ai không thích đẹp đâu. Cho dù là phụ nữ đang mang thai, cũng muốn giữ gìn tay chân mảnh khảnh, vóc dáng xinh đẹp. Nghiên Thời Thất đã tưởng tượng ra dáng vẻ mang thai thời kỳ cuối của mình từ lâu rồi. Nói không chừng, cô sẽ biến thành eo thùng phi, chân củ cải, cằm nọng, mặt tròn vo. Nghĩ tới mấy thứ này, cô có chút sợ hãi. Tần Bách Duật đặt tay lên bụng cô đo thử. Không đâu, thể chất em không dễ béo. Nghiên Thời Thất bĩu môi lẩm bẩm. Anh trả lời không, rốt cuộc là em không béo, hay là không chán em? Mấy thứ như thể chất không đáng tin chút nào. Hôm nay một mình em ăn hết một đĩa tôm hấp siêu to. Cứ ăn theo đà này mà không mập mới là lạ ấy. Thấy cô vẫn lo nghĩ quẩn quanh, Tần Bách Duật dịu dàng bật cười nói. Bà Tần có trở thành như thế nào đi nữa thì anh cũng không chán. Dứt lời anh thoáng dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên tai cô hạ giọng hỏi. Em có chán vết sẹo sau lưng anh không? Nghiên Thời Thất nghĩ đến mấy vết sẹo do roi vọt để lại kia, đáp lại không hề do dự. Cái gì của anh em cũng thích. Nhận được câu trả lời này, Tần Bách Duật nhếch môi cười khẽ, phả hơi thở nóng rực lên tai cô. Cảm xúc của anh cũng y như em. Vành tai Nghiên Thời Thất dần dần ấm lên, nhuộm màu dáng chiều, có chút buồn, có chút ngứa ngứa. Cô giơ tay lên định sờ tai thì đầu ngón tay lại bị anh tóm. Em muốn thử tinh chất phục hồi của thương lục không? Nghiên Thời Thất ngờ vực, nhìn nắng gắt bên ngoài cửa sổ. Bây giờ á? Bôi tinh chất phục hồi sau khi tắm rửa, hoặc trước khi đi ngủ mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Ừ, bây giờ. Ánh mắt Tần Bách Duật trở nên kín đáo xa xăm. Đến cả hơi thở cũng phả ra nhiệt độ cháy bỏng. Anh đỡ vai Nghiên Thời Thất để cho cô ngồi thẳng dậy. Sau đó vòng khuỷu tay rắn giỏi qua dưới chân cô. Anh bế ngang cô lên, cất giọng khàn khàn. Nhân cơ hội này, để bà Tần cảm nhận xem anh có chán em không? Không ổn, Nghiên Thời Thất mơ hồ ngửi được mùi âm mưu. Cô gần như ngưng thở, lúc bị anh bế lên cầu thang cô nói. Tối tắm xong mới bôi tinh chất được, thương lục viết trên tờ hướng dẫn sử dụng kia kìa. Ánh mắt Tần Bách Duật sâu xa, cặp môi mỏng nhếch lên, đốm lửa lóe lên trong đôi mắt như cháy lan ra đồng cỏ khô. Không ngại, bây giờ đi tắm cũng được. Nghiên Thời Thất bị ép tắm. 2 giờ chiều hôm đó, Nghiên Thời Thất mệt mỏi, nằm ngủ trên giường, mặt cô đỏ bừng. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy người mình mát lạnh. Cô hơi mệt, nói mớ một tiếng rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Bên mép giường, Tần Bách Duật cầm chai tinh chất, đổ một ít vào lòng bàn tay xoa cho ấm lên, rồi mới bôi từng chút lên bụng và hông của Nghiên Thời Thất. Anh không nỡ để cô phải lo nghĩ. Cô rất để ý dáng người của mình, nếu có vết dạn ra thì có lẽ cô sẽ không vui. Anh nhẹ nhàng bôi đầu thuốc cho cô từ eo hông xuống hai chân thon dài, động tác nghiêm túc chăm chú. Khoảng 2 rưỡi, Tần Bách Duật mới ra khỏi Vịnh Lâm Hồ. Trước khi lên xe,
Anh gọi điện dặn dò Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên. Chăm sóc cô ấy cẩn thận. Vâng, cậu Tư. Bây giờ dù là ở nhà, anh cũng phải áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ. Để đề phòng Tống Kỳ Ngự, chó cùng rút dậu. Đương nhiên anh phải bảo vệ Tiểu Thất thật cẩn thận. Hơn 5 giờ chiều, Tần Bách Duật vẫn còn bận rộn trong phòng làm việc. Trác Hàn chợt nhận được tin gấp, vội vàng lao từ phòng làm việc của mình vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Anh ta gõ cửa, không kịp trả lời đã sốt ruột đẩy cửa ra. Tổng Giám Đốc, Tống Kỳ Ngự của Bất Động Sản Kỳ Hằng tới. Tần Bách Duật đang ngồi trước máy tính theo dõi biểu đồ đường cong, thị trường chứng khoán. Nghe Trác Hàn báo tin, nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh. Có hẹn trước không? Tống Kỳ Ngự chủ động tìm đến là chuyện ngoài dự đoán, nhưng dường như cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Trác Hàn lắc đầu. Không, anh ta đang ở dưới tầng 1, nói là muốn gặp anh. Tần Bách Duật ngồi trước bàn tiếp tục nhìn lướt qua biểu đồ cổ phiếu, rồi đóng máy tính lại, đứng dậy bước tới bên cửa sổ sát đất, nhìn đèn hoa rực rỡ bên ngoài, trầm giọng nói. Cứ làm theo nguyên tắc. Anh vừa dứt lời, Trác Hàn đã hiểu ý ngay. Anh ta hít sâu một hơi gật đầu nói. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Hiển nhiên ý của Tần Bách Duật là không muốn tiếp Tống Kỳ Ngự. Trác Hàn nghĩ thầm, bây giờ mình phải đi xuống tầng, căng ra đầu tiễn khách. Nếu Tống Kỳ Ngự không xuất hiện một cách khoa trương phách lối thì Trác Hàn đã không ngạc nhiên đến vậy. Anh ta dẫn theo 4 vệ sĩ và một người đàn ông, xách cặp tài liệu. Nhìn bề ngoài người đàn ông kia có vẻ rất giống luật sư. Có điều dù hôm nay anh ta có dẫn theo ông trời thì cũng vô dụng thôi. Tại trụ sở Tần Thị không đến lượt anh ta ra mặt. Dưới tầng 1, khi Tống Kỳ Ngự biết cần phải hẹn trước mới có thể gặp mặt Tần Bách Duật, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta rủ mắt xuống, che đi cảm xúc của mình. Tống Kỳ Ngự liếc xéo Trác Hàn, nhau mắt lại nói. Vậy làm phiền, trợ lý Trác đặt lịch hẹn với Tổng Giám Đốc Tần giúp tôi. Trác Hàn cầm máy tính bảng lên ra vẻ rất khách quan nói. Đương nhiên rồi, Tổng Giám Đốc Tống, hiện tại lịch trống hiện nay của Tổng Giám Đốc Tần là ngày mùng 3 tháng sau. Có được không ạ? Tháng sau, nét mặt Tống Kỳ Ngự dần trở nên nặng nề, cất giọng cứng ngắc. Không được. Dứt lời anh ta giãn nét mặt, cụp mắt chỉnh ống tay áo. Vẻ đen tối sâu xa lướt qua đáy mắt. Đã vậy, thì nhờ trợ lý Trác chuyển một câu tới Tổng Giám Đốc Tần. Nếu hôm nay không gặp mặt, thì sau này cũng đừng trách tôi lỗ mãng, không màng lễ nghi. Trác Hàn nghe ra ý đe dọa trong lời nói của anh ta, cười như không cười, nhẹ nhàng nói. Tổng Giám Đốc Tống yên tâm, tôi nhất định sẽ nhắn lại nguyên văn cho Tổng Giám Đốc Tần. Có điều hiện nay Tổng Giám Đốc chúng tôi thật sự đang bận rộn nhiều việc. Hay là để tôi giúp Tổng Giám Đốc Tống hẹn trước nhé. Tống Kỳ Ngự chẳng những không giận mà ngược lại còn cười. Anh ta nhìn xoáy vào Trác Hàn, không nói không rằng, xoay người ra khỏi đại sảnh trụ sở Tần Thị. Trên bậc thang bên ngoài cửa cao ốc, Tống Kỳ Ngự nhắm mắt thở dài. Vệ sĩ đứng bên cạnh anh ta trướng mắt lẩm bẩm. Cậu chủ, tên Tần Bách Duật kia chẳng biết tốt xấu gì cả. Có cần cho anh ta biết lễ độ một chút không? Không cần. Tống Kỳ Ngự giơ tay lên bác bỏ, gợi ý của vệ sĩ. Đã sai người mang chiếc xe mà chúng ta đâm phải trước đó đi sửa chưa? Vệ sĩ ngẩn ra rồi vội trả lời. Chưa, cô gái kia nói không rảnh nên vẫn đang để đó. Tống Kỳ Ngự chậm rãi quay đầu, đảo mắt, liếc ánh mắt chột dạ của vệ sĩ, nói đầy ẩn ý. Là chúng ta có lỗi trước, vẫn nên sớm đi sửa đi. Vệ sĩ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Tống Kỳ Ngự, lập tức hiểu ý đồ của anh ta, bèn đáp. Cậu chủ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi lo chuyện này. Tống Kỳ Ngự bước xuống cầu thang, vẻ mặt căng chặt, thoáng dịu lại. Chỉ trong một buổi chiều, Bất Động Sản Kỳ Hằng của anh ta bay hơn 100 triệu tệ. Cổ phiếu suýt nữa xuống dốc không phanh, anh ta phải tính cho rõ món nợ này với nhà họ Tần. Kể từ hôm đó, vì cổ phiếu của Bất Động Sản Kỳ Hằng đột nhiên gặp phải tình huống bị bán tháo mà các cổ đông bàng hoàng không yên. Chỉ trong một đêm, uy tín của Bất Động Sản Kỳ Hằng bị chất vấn từ khắp mọi nơi.
Cùng ngày, bản tin tài chính kinh tế cố ý đưa tin về sự kiện bán tháo lần này, đồng thời cho biết sẽ liên tục theo dõi và đưa tin. Dường như bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc đọ sức giữa Tần Bách Duật và Tống Kỳ Ngự trở nên cực kỳ căng thẳng. Đêm đó, Tống Kỳ Ngự chạy về nhà họ Tống ở Tuyền Thành. Gần 11 giờ đêm, anh ta mang theo gió sương bước xuống xe. Vào cửa lớn nhà tổ, thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, anh ba Tống Kỳ Diệp đang uống trà với bà cụ Tống, đang ngồi ở ghế chủ nhà. Lúc thấy Tống Kỳ Ngự, Tống Kỳ Diệp bắt chéo chân, nhàn nhã vênh vào nói móc. Chú Bảy, nghe nói hôm nay giá trị thị trường của bất động sản Kỳ Hằng bay khá nhiều. Chú về nhà là vì chuyện này sao? Hiếm khi nét mặt bà cụ Tống có vẻ khó coi. Bà nhìn Tống Kỳ Ngự bằng cặp mắt sáng long lanh, lông mày nhíu chặt lại hỏi. A Ngự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải nói bất động sản Kỳ Hằng là một quả cân tốt để kìm hãm bất động sản Tần Thị sao? Sao bây giờ lại liên tiếp xảy ra sai lầm, dẫn tới uy tín giảm mạnh như vậy chứ? Tống Kỳ Ngự lạnh nhạt nhìn lướt qua Tống Kỳ Diệp, làm như không nghe thấy lời chế nhạo của Tống Kỳ Diệp. Anh ta đi thẳng tới trước mặt bà cụ Tống, nói nhỏ bên tai bà cụ. Bà nội, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Có một số chuyện cháu cần nói riêng với bà. Bà cụ Tống thương yêu đứa cháu Tống Kỳ Ngự này nhất, nên không từ chối đề nghị của anh ta. Cũng được, Kỳ Diệp, khuya rồi, cháu cũng về sớm đi. Nét mặt Tống Kỳ Diệp thay đổi. Anh ta ngồi đây trò chuyện với bà cụ suốt một buổi tối. Vậy mà giờ Tống Kỳ Ngự vừa về, bà cụ đã đuổi anh ta đi. Coi anh ta là cái gì hả? Tống Kỳ Ngự đỡ bà cụ Tống đứng dậy. Trên đường đi ra phía sau, anh ta dừng lại ngoái đầu nói. Anh ba, thay vì rảnh rỗi nhọc lòng chuyện của tôi, không bằng anh ngẫm lại xem có thể làm được những gì cho nhà họ Tống đi. Dứt lời, anh ta cười một tiếng khinh miệt, biến mất trong lối rẽ hành lang. Tống Kỳ Diệp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn theo bóng lưng họ. Anh ta cực kỳ giận dữ, nện mạnh cốc trà trên bàn gỗ vuông xuống đất. Tống Kỳ Ngự, mày đắc ý quá sớm rồi. Lúc lên xe, Tống Kỳ Diệp càng nghĩ càng khó xả mối hận trong lòng, nên lấy điện thoại ra, không một chút do dự gọi đi. Cậu Hai Kiều ngủ chưa? Không có gì, chỉ muốn nhờ cậu giới thiệu với tôi, cậu Tư nhà họ Tần của bất động sản Tần Thị thôi. Hết. Sau khi cúp điện thoại, Tống Kỳ Diệp ấn mở cửa sổ xe, rút một điếu thuốc lá hút, anh ta nhíu chặt mày, khiến nếp nhăn giữa trán càng thêm rõ ràng, đầy tăm tối. Tống Kỳ Ngự cho rằng nắm được quyền thừa kế của nhà họ Tống thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Còn cả bà già kia nữa, từ nhỏ đã thiên vị Tống Kỳ Ngự rồi, chẳng đếm xỉa đến đứa cháu nào khác cả. Nếu hai bà cháu kia cho rằng có thể một tay che trời, thì anh ta muốn nhìn xem, trong cuộc chiến đối đầu gay gắt với cậu Tư nhà họ Tần, rốt cuộc là nhà họ Tống đứng sừng sững không ngã hay là nhà họ Tần mạnh hơn một bậc. Tới tận 2 giờ khuya, Tống Kỳ Ngự mới ra khỏi nhà tổ nhà họ Tống. Anh ta đứng trước cửa ngửa đầu lên nhìn bóng đêm mờ mịt, ánh mắt sắc như dao. Lúc này vệ sĩ ngồi chờ trong xe mệt mỏi nhướng mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Tống Kỳ Ngự, vội vàng mở cửa xe ra. Cậu chủ, có thể đi được chưa? Tống Kỳ Ngự vẻ mặt lạnh nhạt, còn chưa đáp lời thì tiếng gọi của bà cụ Tống vang lên sau lưng. A Ngự, cháu chờ đã. Đã hơn 2 giờ khuya mà bà cụ Tống vẫn không có vẻ mệt mỏi, tinh thần vẫn minh mẫn tinh anh. Tống Kỳ Ngự xoay người, đi tới trước mặt bà cụ Tống cúi đầu nói. Bà nội, sao bà còn chưa đi ngủ nữa? Bà cụ Tống giơ tay lên vỗ vỗ vai anh ta. A Ngự, tuy rằng bà đồng ý giúp cháu, nhưng cháu phải nhớ cho rõ, đây là lần cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, qua hết lần này rồi, chúng ta và nhà họ Tần đều phải sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng. Đến thế hệ này của cháu, nhà họ Tống chẳng còn mấy người nữa. Bà không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cháu có hiểu không? Bà cụ Tống dặn dò, đầy ẩn ý làm cho đáy mắt Tống Kỳ Ngự lướt qua vẻ nặng nề. Anh ta mím môi, giọng điệu thản nhiên đáp. Bà nội, cháu sẽ suy xét lại.
Bà cụ Tống nhìn gương mặt chất chứa vẻ chịu đựng của anh ta, thở dài nói. Đứa nhỏ này, cháu cứ nghĩ nhiều quá, áp lực gì cũng tự mình gánh. Bà nội thấy mà đau lòng. Nhưng cháu yên tâm, chỉ cần là chuyện cháu muốn làm, bà nhất định sẽ giúp cháu. Còn chuyện sau này thì sau này lại nói. À, phải rồi, cháu có tính toán gì khác với con bé Nghiên Thời Thất kia hả? A Ngự, con bé kết hôn rồi, có một số chuyện nên buông bỏ đi thôi. Tống Kỳ Ngự chớp mắt, bình tĩnh gật đầu, cuối cùng vẫn không đáp lại. Bà cụ Tống ngước mắt lên nhìn anh ta rồi lắc đầu thở dài nói. Cháu đừng làm bà thất vọng. Bà yên tâm, cháu sẽ không đâu. Bà cụ Tống lại dặn dò thêm vài câu, sau đó để người giúp việc đỡ mình vào nhà. Tống Kỳ Ngự đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng bà cụ Tống, đáy mắt màu mực đặc sệt như bầu trời đêm. 2 giờ chiều hôm sau, trong bãi đỗ xe ngầm, Tần Bách Duật bước xuống xe, thấy Kiều Mục nghiêng người, dựa vào bên cạnh chiếc xe đối diện hút thuốc. Tần Bách Duật rũ mắt nhìn xuống mặt đất, 3-4 tàn thuốc rơi rải rác bên chân anh ta. Kiều Mục kẹp nửa điếu thuốc đi tới, phả ra hít vào khói thuốc, trêu ghẹo. Chịu đi làm rồi hả? Anh ta gọi điện thoại cho chú Tư, mới biết thằng nhóc này chạy về Vĩnh Lâm Hồ nấu cơm trưa cho em dâu. Có cần ngọt ngấy như vậy không hả? Có chuyện gì vậy? Tần Bách Duật thuận tay đóng cửa xe. Kiều Mục đúng lúc đưa gói thuốc lá qua. Có người nhờ tôi giới thiệu cậu cho anh ta. Tần Bách Duật cầm hộp thuốc vuốt ve vài cái. Ai vậy? Kiều Mục không giấu giếm nói thẳng. Cậu cũng quen đấy. Cậu ba nhà họ Tống, Tống Kỳ Diệp. Nghe thấy cái tên này, trong mắt Tần Bách Duật lướt qua vẻ khác lạ. Anh ta muốn làm gì?